Sài Gòn Đo luôn chú trọng từng bước trong quá trình hoàn thiện sản phẩm với chất lượng tốt nhất và có những chính sách bảo hành, cam kết dịch vụ hậu mãi tốt khi sản phẩm gặp trục trặc từ phía nhà sản xuất. Khi sản phẩm lỗi, bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty sẽ tiếp nhận thông tin khách hàng cung cấp. Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ hướng dẫn khách hàng và có yêu cầu chụp hình, quay video để kiểm tra chính xác hơn. Sau quá trình xem xét sản phẩm, nếu lỗi có thể tự xử lý, khách hàng sẽ được hướng dẫn xử lý tại chỗ. Các lỗi không thể tự xử lý thì chỉ 48 tiếng sau khi nhận phản hồi từ khách hàng, nhân viên Sài Gòn Đo sẽ có mặt. Họ sẽ xử lý các lỗi ngay tại công trình và cũng có trường hợp phải mang sản phẩm về xưởng xử lý với phương án tốt nhất cho khách hàng. Tất cả quy trình chúng tôi đều có cam kết với khách hàng ngay từ ban đầu. Bạn sẽ được Sài Gòn Đo giải quyết nhanh chóng và uy tín nhất.